Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân của Việt Nam vẫn đang còn tiếp tục. Nhưng loại máy bay nào sẽ là máy bay tiếp theo được lựa chọn? Trả lời câu hỏi đó, thời gian qua, báo chí trong và ngoài nước đã có nhiều đồn đoán. Một số cái tên đã được liệt kê ra, chẳng hạn Su-35, Su-34, Su-30SM cho đến F-16 của Mỹ. Rafael hoặc Typhoon của các nước châu Âu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tham khảo thêm một luồng thông tin nữa về loại máy bay mà Việt Nam đã từng khảo sát. Đó là máy bay chiến đấu F-15 cũ của Nhật Bản. Cuối tháng trước, mạng Sina của Trung Quốc đăng bài cho biết Theo một tờ báo của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam gần đây cho biết Mấy năm trở lại đây, Nhật Bản trở thành đối tác hợp tác chủ yếu của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tương lai Việt Nam có khả năng sẽ mua một lô máy bay chiến đấu F15 từ Nhật. Truyền thông Việt Nam đưa tin như vậy cũng không hẳn là vô căn cứ. Nó tiết lộ đoàn đại biểu quân đội Việt Nam khi thăm Nhật đã tham quan khảo sát chuyên môn chiếc máy bay chiến đấu F15. Cuối cùng, nhân viên hai bên đã chụp ảnh lưu niệm ở trước chiếc máy bay này. Truyền thông Việt Nam nói Việt Nhật là đối tác quan trọng chiến lược ở châu Á Thái Bình Dương, hai bên đều đặc biệt chú ý tình hình khu vực, thường xuyên trao đổi các vấn đề lớn mà cả hai bên cùng quan tâm. Ngoài việc tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ra, hợp tác quân sự Việt Nhật cũng đạt được tiến bộ tương ứng. Ví dụ, năm 2015 trở lại đây, Nhật Bản đã cung cấp cho kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra cũ. Tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi thăm Việt Nam đã ở Hà Nội nói rằng sẽ tận dụng quỹ hỗ trợ phát triển ODA để cung cấp cho lực lượng trên biển của Việt Nam 6 tàu tuần tra. Nhật còn có kế hoạch giúp quân đội Việt Nam huấn luyện kỹ thuật quân y cùng với hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giữ gìn hòa bình quốc tế. Ngoài ra, Nhật Bản còn có ý cung cấp cho Việt Nam máy bay tuần tra P-3C, máy bay vận tải C-2, và thủy phi cơ US2. Chúng ta đều biết Việt Nam luôn rất muốn có được máy bay tuần tra P-3C của Mỹ. Tuy hạ tuần tháng 5 năm 2016, khi Obama thăm Việt Nam, tuyên bố gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng rất nhiều cam kết vẫn chưa được thực hiện. Bởi thế, Việt Nam mới xoay qua Nhật Bản để hy vọng Nhật Bản cung cấp máy bay P-3C. Nhật Bản cũng vui vẻ đáp ứng cho nên truyền thông Việt Nam mới nói, nước ta có khả năng mua được một lô máy bay chiến đấu F15 cũ từ Nhật cũng không phải là điều vô căn cứ. Truyền thông Việt Nam nói, trước mắt không quân Việt Nam khi hỗ trợ tác chiến trên biển, ngoài máy bay Su30MK2V có khả năng tác chiến đa năng ra, Su22 và Su27 chỉ có năng lực tác chiến đối hải hoặc đối không. Chưa kể là Su27 và Su30 năng lực không chiến chỉ được coi là tốt chứ không phải tuyệt vời. Trong khi chưa có các máy bay đang hiện đại như Su-30SM hay Su-35, thì việc mua máy bay F-15 cũ có thể tạm thời bổ sung vào năng lực không chiến hạn chế của Việt Nam. Cũng theo truyền thông Việt Nam, trong tương lai Nhật Bản có thể cung cấp một loạt máy bay F-15 cũ được đại tu nâng cấp lại cùng với các hệ thống thông tin và hậu cần bảo dưỡng liên quan. F-15 nếu được mua về sẽ cùng các máy bay Su-22, Su-27 và Su-30 giúp mạng lưới phòng không của Việt Nam được củng cố thêm một bước. Vậy tính năng của máy bay chiến đấu F-15G như thế nào? Truyền thông Việt thậm chí còn đặt F-15 so sánh với J-20 của Trung Quốc. Nói rằng F-15 khi chiến đấu tầm gần trên không sẽ có ưu thế. Xem ra truyền thông Việt Nam đánh giá quá cao F-15G. Trước đó năm 1981, Nhật Bản nhập khẩu loạt F-15 đầu tiên. Sau đó, tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi làm tổng thầu, theo giấy phép của Mỹ, sản xuất linh kiện và lắp ráp các loại máy bay, một chỗ ngồi chiến đấu F-15G và hai chỗ ngồi huấn luyện F-15D. Có tư liệu cho biết, lực lượng tự vệ trên không của Nhật tổng cộng trang bị 213 chiếc F-15G là nước thứ hai trên thế giới sau Mỹ trang bị nhiều F-15. Cho đến hiện tại, Nhật vẫn đang sử dụng 201 chiếc F15. Vì thiết kế và niên đại đã khá cũ, công nghệ của F15 đã lạc hậu. Từ 2002, Nhật Bản đã bắt đầu cải tiến hiện đại hóa quy mô lớn các máy bay này. Đến cuối năm 2014 đã hoàn thành nâng cấp khoảng 100 chiếc. Nhưng vì thời gian sử dụng đã lâu, hiện tượng xuống cấp dần dần nổi lên. Từ 2008 đến 2015, lực lượng tự vệ chân không của Nhật phát sinh hơn 70 vụ hỏng hóc nghiêm trọng và rơi máy bay liên quan đến F15. Vì thế, việc Việt Nam mua máy bay F15 cũ của Nhật cũng không phải là khôn ngoan. Nhưng nếu Nhật Bản thông qua ODA chuyển giao cho Việt Nam thì đối với nguồn kinh phí quốc phòng hạn hẹp của Việt Nam cũng gọi là chấp nhận được. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài viết của mạng Sina nói về khả năng Việt Nam mua máy bay chiến đấu F15 cũ của Nhật Bản những thông tin trong bài viết nói trên chỉ mang tính đánh giá tham khảo vì cụ thể Việt Nam có mua loại máy bay này hay không cũng chưa có nguồn tin nào đáng tin cậy để chứng thực. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Để cập nhật thêm các tin tức khác hoặc lựa chọn xem lại những chương trình đã phát trước đây của VN YouTuber, mời quý vị và các bạn truy cập website mõ quốc tế com Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.